Darlene xin kính chào quý khán giả của đài KVLA. Darlene xin trở lại chương trình A&D Auto Show phần 2 với anh Andy. Anh Andy cho Darlene biết thêm cái phần hồi nãy. Phần mình nói là, kỳ trước mình nói là nôm na tới 12 luật để mình lái an toàn. Phải không anh? Yeah. Anh cho em mới biết có một hai phần thì mình phải tiếp tục thêm tới mười mấy phần nữa. Đúng rồi, 12 điều luật quan trọng được áp dụng trên chiếc xe. Thành ra khi quý vị mà bị cảnh sát nó phạt đó, vì một chuyện nhỏ mà có thể đưa đến một cái tai họa không thể nào tưởng tượng được. Thí dụ như cách đây một tuần lễ có một anh chàng Việt Nam, ảnh học võ, ảnh có một cây đao để trên cái ghế đằng trước á. Thì ảnh lái chiếc xe vô tình cái đèn thắng của anh bị đứt bóng. Thì cảnh sát nó quay lại nó bắt anh chàng ta, phạt anh chàng ta dù đứt bóng. Nhưng mà nó vô chiếc xe nó thấy một cái cây đại đao, một cây đao nằm trong chiếc xe kế bên ảnh á. Thì nó nghĩ rằng anh này dùng những cái vũ khí này giết người. Thành ra nó còng ảnh bỏ về bót luôn. Wow, vậy đó anh. Dạ, có tại cái vì luật cái nha. Cái luật khi những cái gì mà nguy hiểm là mình không được quyền để cạnh bên mình. Mà chỉ cái vấn đề là chỉ bị đứt một cái bóng đèn thôi. Wow. Mà nó đã làm khó khăn ảnh rồi, cuối cùng ảnh mới đưa ra giấy tờ, ảnh nói ảnh là một người võ sư, dạy võ rồi vì sơ ý không biết thành ra mới vậy, rồi nó thả ảnh ra. Thì quý vị thấy không, từ một cái chuyện nhỏ mà nó đưa đến một cái tai họa nó rất là phiền phức cho mình. Thành ra là anh Đi khuyên là khi mà mình điều hành một chiếc xe đó nên gắng tuân thủ theo 12 cái đạo luật an toàn khi vận hành một chiếc xe. Dạ, là mình không nên để vũ khí hoặc là bia rượu chất ngay chỗ ở trên nó rất là phiền phức. Phía trên mình ngồi hoặc là trên cái phía trên xe, vậy mình nên để đằng sau cái cốp xe đó, hả? Cái đó nó không liên quan vào vấn đề an toàn, nghĩa là cái anh này chỉ bị đứt cái bóng đèn thắng thôi. Nhưng mà nó lại môi ra vấn đề khác. Thành ra quý vị nên nhớ rằng khi mà mình vận hành một chiếc xe nên kiểm tra cái đèn thắng của mình hoạt động cho đầy đủ. Cái thứ hai là cái đèn headlight của mình. Nghĩa là cái đèn headlight đằng trước á, trước khi mình lái xe ban đêm á, mình coi nó có cháy đầy đủ hay không. Rồi những đèn xung quanh, đèn signal là cái đèn phải vận hành đầy đủ hết. Rồi kế đến là cái kính, nó gọi là cái side mirror hoặc là cái rear view mirror. Là cái kính mình nhìn bên hông như nè. Hai cái kính hai bên. Rồi cái rear view mirror là kính nằm ở chính giữa của chiếc xe. Là nó phải in good condition. Có nghĩa là hoàn hảo chứ không có bị nứt nẻ, không có bị hư, không có bị bể. Mình phải đầy đủ. Rồi kế đến là cái kính chắn gió đằng trước, nó gọi là cái windshield. Cái kính lớn. Là cái miếng lớn. Dạ. Yeah. Nếu mà kính chắn gió đằng trước mà nứt ngang hoặc là nứt dọc á, là cản cái tầm nhìn của mình. Mình cũng bị cảnh sát phạt. Thành ra khi họ chạy ngược, họ thấy cái kính của mình nứt tùm lum á, họ vẫn phạt mình. Rồi kế đến á, là nó này không liên quan đến là luật an toàn, nhưng mà trên chiếc xe quý vị đừng treo quá nhiều đồ trên chiếc xe. Nghĩa là cái side mirror có nhiều người họ treo quá nhiều. Thành ra khi mà mình lái xe đó, cái tầm nhìn của mình không thấy. Vô tình mình gây ra cái tai họa nè. Cái chỗ mà mình treo những có cái có nhiều dây người treo rất là nhiều thứ. Dạ, treo rất là nhiều thứ. Rồi cảnh sát nó khó chịu, nó dẫn phạt mình như thường. Dạ, tại vì cái trong thời gian mình đang vận hành thì có thể nó làm cho mình không thấy đường ha. Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Thì nên giảm cái phần đó. Đúng rồi. Dạ. Rồi kế đến là cái thắng của mình không được mòn hơn cái mức quy định là 20%. Thắng trước, thắng sau. Khi mà mình chạy mà cái thắng của mình nó mòn quá đó thì nó gây cái tai họa, nghĩa là mình thắng không được và mình sẽ hung người khác. Người ta không cho mình hung mà mình hung thì nó phiền phức lắm. Hung là nghĩa là anh nói là mình đụng qua người khác, mình, chứ mình xe mình đụng qua người khác. Lũi qua người khác, rồi xong người khác lũi qua người khác. Chính xác. Đó. Thành ra cái thắng cũng rất là quan trọng trong cái đạo luật mà gọi là 12 đạo luật an toàn khi lái xe trên đường phố. Rồi kế đến nữa là một cái mà mình ít ai nghĩ ra là cái wiper đó, cái mà để mà gạt nước cho nó sạch cái kiếng đó. Cái đó cây cũng phải làm nước. Việc hoàn hảo nữa. Cái cây quạt nước. Dạ. Tại nếu mà nó không hoàn hảo thì nó cũng hơi bị nguy hiểm cho mình trong cái thời gian, ví dụ mình chạy cái bụi nó văng lên mưa, hay là cát hay là đá hay là mưa gì đó ha. Rồi kế đến nữa là cái hệ thống seat belt, có nghĩa là cái dây nịt an toàn phải làm việc hoàn hảo. Tại vì có nhiều chiếc xe khi mà mình chạy một thời gian sau thì mình không có gài được cái seat belt. Và có nhiều người liều lĩnh là bỏ luôn cả cái đó. Thì cái luật pháp á, họ đưa ra là họ bảo vệ cái sinh mạng của mình. Cũng giống như trong đạo Phật là có những cái quy luật, có những cái giới luật là bảo vệ cái người đó. Thí dụ đạo Phật nói là không được nói dối. Thì khi mình không nói dối thì cái lời mình có giá trị hơn. Hoặc là không được sát sanh, mình không có giết chóc thì mình sẽ sống dai hơn. Thì luật pháp nó là bạn lái xe bạn phải gài dây nịt an toàn. Nếu mà mình gài dây nịt an toàn mà lỡ tai nạn xảy ra thì con người của mình nó không văng ra ngoài đường.
Tại chính bản thân Andy đã từng thấy một tai nạn xảy ra mà cái con người bị đụng xe đó chấn động và cái con người bay ra khỏi cái windshield đằng trước, văng ra đằng trước khoảng chừng 3-4 thước. Thành ra mình gài cái dây nịt an toàn là cái đó bảo vệ sinh mạng của mình. Wow, văng tới ra ngoài luôn. Đúng là rồi. Cái đó là dạ, quý vị cứ tưởng tượng là khi mà chiếc xe, hai chiếc xe mà nó chấn động với nhau là con người mình bay đi. Không có cái gì cột mình lại là mình sẽ bay đi. Có nhiều người bay ra rất là xa. Cái hai sức hút nó đụng với nhau. Thí dụ mình chạy ở cái tốc độ là 50 mai một giờ mà cái bên kia cũng vậy, hai cái đụng nhau thành ra lên tới cả 100 mai một giờ. Wow. Thành ra nó tai nạn nó rất là kinh hoàng. Dạ, tại sao họ phải làm cái dây an toàn cho mình? Thành ra cái dây nịt an toàn mình phải kiểm tra cho kỹ lưỡng. Nhưng mà chẳng hạn như anh nói như vậy thì cho Darlene thêm phụ túc một chút và hỏi anh là người ngồi đằng trước nên đeo an toàn mà nhiều khi người ngồi đằng sau cũng phải cần luôn không? Thật sự cái luật pháp là tất cả những người lái xe đều phải đeo dây nịt an toàn, và thậm chí những trẻ em mà dưới 50 phao, nếu mình nhớ không lầm là dưới 50 phao đều phải có ca xích. Là bảo vệ. Nếu mà bạn lái một chiếc xe mà với trẻ em mà dưới cái trọng lượng như vậy mà để lên cho nó không có ca xích đó, là cái tội criminal, là bạn sẽ bị ở tù. Nó gọi là child abuse, là mình giết chết một đứa bé. Thành ra là cái thông điệp này xin quý vị nên nhớ là khi có em nhỏ thì luôn luôn phải có cái ghế seat belt cho con nít. Lại anh có thể vô túc thêm một chút phần là người ngồi đằng sau, nhiều khi Darlene cảm thấy là cái phần ở phía đằng sau á, nhiều khi có những đứa bé hoặc là những người lớn á, không chú ý về cái phần mà ngồi phía đằng sau đó thì nó cũng có thể nguy hiểm cho. Giống như mà Andy nói là cái luật pháp là tất cả những người khi bước vào ở chiếc xe đó là đều phải seat belt. Thì quý vị nên nhớ rằng cái luật pháp bảo vệ mình chứ luật pháp không bảo vệ luật pháp đâu. Mình seat belt được thì mình cứu sinh mạng của mình. Còn mình không seat belt thì vô tình mình làm đau thương cho gia đình, thân tộc, bạn bè. Thành ra là khi mình vận hành một chiếc xe thì quý vị nên nhớ gắng tuân thủ theo 12 đạo luật. Và đồng thời cái lạo lực nữa là khi chiếc xe mình chạy mà cái bô nó không còn dính trên chiếc xe đó mà nó tạo ra tiếng ồn vẫn bị cảnh sát phạt. Em chưa bao giờ thấy cái bô mà nó không còn dính trên chiếc xe, nghe anh Andy nói là lần đầu tiên. Ngày xưa Andy ở những cái tiểu bang mà tuyết phủ đó, nghĩa là ban đêm mình ngủ dậy mà buổi sáng ra kiếm xe thì không thấy xe đâu hết, là nó phủ đầy đó, thì ở đó nó cái xứ tuyết nó có muối. Rồi mấy cái muffler lâu ngày nó mòn, cái nó rớt xuống đường luôn, thành ra xe không có muffler luôn. Là cái ống bô mà để nó giảm âm thanh đó. Nghe tiếng ồn ào quá là cảnh sát nghĩ rằng là cái bô mình không an toàn, họ vẫn phạt mình. Ồ vậy hả? Lần đầu tiên ta liên nghe là chiếc xe chạy mà không có cái bô. Dạ, đó thì thành ra là đa số trong chúng ta ai cũng lái xe cả, nhưng mà đa số trong chúng ta ít ai quan tâm về cái 12 cái đạo luật an toàn đó. Thậm chí cả bản thân anh thì nhiều khi cũng quên. Nhiều khi lái xe rồi cái còi hư hồi nào cũng không biết, rồi thấy người ta chạy ẩu mình bóp kèn thì bóp thì nó không kêu. Thì cái đó nó rất là nguy hiểm. Thành ra cái luật an toàn đó là một trong những đạo luật mà tất cả mọi người tuân thủ thì chúng ta bảo vệ tính mạng cho nhau. Mình bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người khác nữa. Mình nên phải tuân theo 12 luật an toàn lúc mình lái xe, phải chính không xác. Anh? Thì sau đây anh em mình lại hết giờ nữa rồi. Phải chia tay với khán giả nữa. Cho nên xin anh có lời tạm biệt với lại quý khán giả của đài KVLA. Dạ, anh thì xin kính chào quý khán giả và hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúc cho quý vị một ngày được an vui và tự tại. Darlene xin tạm biệt quý khán giả của đài KVLA và chúc quý khán giả một ngày an lành, hạnh phúc và tốt đẹp. Và xin cảm ơn quý khán giả đã đón xem chương trình A&D Auto Show do Darlene và anh Andy phụ trách. Xin kính chào quý khán giả. Xin tạm biệt.